Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Giữa, xã Xuân Phương và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Tân Sơn 8, xã Xuân Phương trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Núi Tòa tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi của xóm Tân Sơn 8 phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi của xóm Giữa phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Đi lên. Đánh bóng cho qua điểm 3-0. Đánh hỏng như ai dùng cái từ phá. Đấy là đánh hỏng. Đánh hỏng nhiều nhất chứ không phải là phá nhiều nhất. Nghe cái từ phá nó. Đánh bóng không qua, điểm cho Tân Sơn 8, 1-3. Con Yến kia. Đánh này lâu lâu để vãi cả đái. Con Yến béo kia. Hôm nào gặp mày không chẳng hỏi. Mày ăn mừng người ta. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 4-1. Này. Bọn mày đánh mạnh lắm rồi. Mày hôm nào mày vào thăm núi đi. Ừ. Có nước rồi. Nước nào cũng. Đánh bóng không qua. Điểm 2-4. Lâu lắm mày chạy chụp vào không làm. Nó là nó có ngày rồi. Tên gì ngồi gần tên Yến là nữ kinh khủng. Hiểu. Hiểu là thủ ăn á. Điểm 3-4. Đấy quả rồi. Đấy 3-4. Đấy thế còn đẹp hơn bọn em. 3-4. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 5-3. Cô xong chưa? Tân Sơn 8 cố lên. Một trận rồi. Đây bây giờ mới được 3 năm. Chờ lâu quá và chờ tí nữa không thấy là xử thua. Hả? Chờ Tân Sơn 8 không có người, chờ lâu quá. Sang. Bắt đi. Yến. Tốt rồi. Nhường ơi, dịch sang bên phải này em ơi. Cái quả đấy là của Liễu. Quả đấy của Liễu, em có đúng góc vệ của em rồi này. Nhường này thôi. Con. Đưa bóng hỏng. Điểm 7-3. Cố lên. Nhường. Quát nhường em ở đây. Quát nhường em chứ không phải quát nhường cháu. Giữa cố gắng lên. Không là Tân Sơn thắng đấy. Cố lên em ơi. Bình tĩnh thôi, thoải mái lên. Lại mất điện rồi. Tại cái nhường nó đứng lên chịt đầu à. Tốt rồi, bắt lên. Bắt nhẹ thôi em ơi, đừng bắt già khó lắm. Qua đi. Cố gắng lên, thắng được rồi đấy. Thế nhẹ thế thôi. Nếu thắng giữa đội bóng của Tân Sơn 8 mai tổng kết anh thưởng 200. Lại mất điện rồi. Chuyền nào được giúp lưới thế, chuyền nào được. Chuyền nào trận này tối mai khi tổng kết anh thưởng 300.
lại lên trăm rồi. Lại 300, cố lên lấy 300. Từ từ để cho điện ổn định. Chạy ra không lại bị mắng khổ bà nữa. Cởi áo à, đúng rồi. Hạng họ cứ thôi thoải mái đi. Thiết lực của họ nhỉ. Trận đấu này tiếp tục bắt đầu. Thua hai trận rồi. Điểm cho đội Tân Sơn 8 tên 10. Cố lên. Thế bắn đi. Điểm cho đội Sông Giữa 11 tên. Bóng trong sân. Điểm cho đội Sông Giữa 12 tên. Hơn nửa rồi. 11-4 là đã thuyết minh 12-4 rồi, cứ nói lung tung. Không ai đặt nấm mà đặt nấm mấy. Đẹp quá. Không trận bằng Hòa Bình. Không trận Hòa Bình hôm qua. Đẹp ghê đi. Nhưng mà có chất động. Không bằng cái trận Hòa Bình. Tân Sơn gặp cái kết hôm qua nhỉ? 15-4. Kèm này đánh đi chạm nhiệt nhóm đánh một lần. Hay quá. Nhảy được. Điểm cho đội Tân Sơn 5 11. Chả mấy người đầu đúng không? Nửa rồi, cố lên. Hàng có Yến vào sân thì hiểu mới yên tâm. Đúng là cái cặp cạ này thì hiểu nhau. Đấy đâu là điểm cho đội sân giữa. Ôi. Không rõ. Còn đội ấy sao? Lại còn một trận xóm giữa mới đoàn kết. Quả này đỏ hơn. Đánh bao hỏng, điểm cho đội Sông Giữa 15-7. Ngồi ra giữa kia kìa. Bóng gió thôi à. Điểm cho đội Sông Giữa 16-7.
Ôi trời. Ôi trời. Hiện nay thì nhiều đâu có cầu thủ đánh được chân lắm. Nay mai lại thành đội tuyển đá bóng. Cho đội sân chưa? 27 đấy. Điểm với Tân Sơn 8-7. Cố lên các em ơi, Tân Sơn thắng rồi. Tiêu thụ anh thưởng thêm 50.000 hay là 350.000? Đấy, giải lên đến 350 rồi, cố lên. Tối mai về tổng kết anh thưởng 350.000. Như nó viêm họng, nó đi tiêm, nó không bắt nó, như nó đang tiêm đầy người ngoài. Điểm 18 lệch. Trong sân nhưng mà ngoài vạch. Điểm cái đội sân giữa 19-8. Điểm cho đội sân giữa 28. Úi dồi ôi, hết mất rồi. 21-8 à? Xin lỗi, hai đội đổi sân. Xem một sân giữa thắng Tân Sơn 8, 21-8.